Thầy không đấy. Tuyệt vời ha. Quá hay luôn. Nhưng mà hồi xưa rồi cho nên là giờ em cũng không tập nên không thổi được. Cái khách mời của Tâm trong chương trình tới là cũng người cũng biết thổi sáo đấy. Mời à Quỳnh đó ạ. Phan Mạnh Quỳnh đó ạ. Phan Mạnh Quỳnh á. Oh. Bây giờ mời Tâm xem nhé. Quỳnh thổi sáo được luôn hả? Sao em không biết ta? Đây xem thử biết thổi sáo nào. Thầy không đấy. Tuyệt vời ha. Quá hay luôn. Thì anh bảo với em nhé. Anh sẵn sàng, anh thổi nãy giờ rồi mà. Bây giờ sẽ là phần thể hiện của thầy giáo Quỳnh. Đây là lúc vậy là quá hay, hay đó nhé, đó là quá hay rồi đó. Sau đây bây giờ là sẽ đến cái lúc chương hai là lúc mà họ chia tay nhau. Không nên lời. Bây giờ Tâm cũng tặng lại cho đàn em đi cho không, Quỳnh nhé. Không làm được. Thôi. Cái này không được. Thử đây anh có cái sáo đấy. Thôi. Mười mấy năm rồi không tập. Thôi như Quỳnh có ai mà ai biết không? Thôi. Em ơi, sáo. Em giờ em cũng quên là bấm sao nữa mà sao được? Chắc là không được rồi. Đấy, okay, anh được, nghĩ được, là được. Nên lời chứ không phải không nên lời như vâng, Quỳnh đâu. Cái này là em nghĩ mấy đứa nhỏ cũng làm được chứ không phải em đâu nha. Rồi rồi, chứ bây giờ thành một cái giai điệu bài như thế nào? Giai điệu bài gì ta? Cháu lên ba đồ cũng được. Đúng rồi, ok. Anh nghĩ là sáu. Ô thương cháu bị giáo hồng khóc. Trời ơi, mới năm em cầm em. Rồi ôi, anh thấy gì? Tuyệt vời. Về được nút cuối. Trời ơi, tuyệt. Anh thấy là xuất sắc. Anh thấy là anh phục em rồi. Thôi thua. Bây giờ thổi sáo hay thế này rồi. Thì bây giờ phải thử thêm cái khác. Thêm đàn bầu anh à. Thôi. Đàn bầu đúng rồi. Mình đang nghĩ ra cái gì. Bây giờ có cô em này, cô Tạt nó giúp anh rồi. Dạ, em chào chị ạ. À. Chào em. Em là em nghe thấy bảo là chị chơi đàn bầu rất hay. Chưa từng biết. Chị giấu kỹ quá, cả nhà chả biết gì cả. Tự nhiên em phát hiện ra là mình nên chơi một trò chơi đi. Tại vì là em nghĩ rằng là thử thách của em và anh Vũ nó không dừng lại những nhạc cụ đơn giản như thế này đâu chị ạ. Thế nên là bây giờ em xin phép được thử thách chị Tâm trong một cái trò chơi mà rất là nhiều những quý vị khán giả của Cuộc Hẹn Cuối Tuần yêu thích. Đó chính là làm quen với các nhạc cụ. Nhạc cụ thì cũng đã đầy đủ ở trên bàn này rồi. Violon nè, có cái này là clarinet, right? Chính xác chị ạ, clarinet. Clarinet. Chính xác ạ. Violon rồi này. Vâng, cái còn bầu thì ông nói rồi. Bầu. Cái này là kèn lá nè. Đúng rồi. Lá là biết cái lá rồi. Kèn lá này. Cái này là để em nhớ cái gì đây nè. Cái này nó là... Gì ta, tự nhiên... Nói chung là... Biết rồi. Là cái gì hả anh? B41. Hai là trong không gian thật tiên lãng hút thuốc lào Nghệ An. Cái này là gì nhỉ? Đây là kèn sa gốt ạ. Là sa gốt đây anh. Em a cho vui thôi ạ, chứ em cũng không nhớ. Em bổ sung thêm một cái nhạc cụ phải nói rất là dễ chơi là đàn tơ rưng này. Mà là khác hoàn toàn cái hôm mà học đúng với cả rồi, thầy Phan Mạnh Quỳnh nhỉ. Chứ giờ hết trượt ca tù của mình rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bốc thăm nhé. Ok. Nên em sẽ lên cái đàn rưng rưng luôn á. Violon. Trời ơi. Cũng không biết xài luôn. À cái này đây. Đấy đúng rồi. Anh lại tưởng em đang đi chữa cửa. Thì đề nghị là anh Long Vũ là có thể lựa chọn một cái loại nhạc cụ nào. Mình phải bốc được cái điếu cầy này em thích. Được điếu cầy không anh? Kèn môi. Cẩn thận đúng rồi. Đứt môi đấy. Anh chơi thử. Không sao. Hay kề đấy. Bây giờ anh em ban nhạc nó bảo là cẩn thận ông đứt môi mà thổi cái này mà đứt môi chứ còn gì là nghề của tôi nên dẫn chương trình kém chiêm chán cho các con nhé. Chương trình gì mà ác.
Hả? Còn ghê quá anh. Môi mà anh đâu phải cái lưỡi ạ. Môi. Anh sai lắm không, rồi anh Vũ ơi. Anh bây giờ còn không biết nó thổi thế nào cơ. Đây, cái này nhá. Từ đầu tiên là phải lau trước đã. Rồi. Nó chơi giỏi không thôi. Đây, đầu tiên anh đặt hờ môi nè. Lau nhá. Lau. Đầu tiên là lau. Nhớ là mím mím môi lại. Đúng rồi. Và hạ. Đấy bắt đầu tạo. À, đừng có di chuyển môi. Giữ nguyên. À, đấy. 1 2 3 4. Đấy giàn còn đôi môi. Thế em bóc nha. Rồi. Ta sun. Pha gốt. Đây cái đàn này đây, đây. Kèn pha gốt ạ. Kèn pha gốt ạ. Phải đeo dây vào. Đánh kiểu gì đây? Em là em thua rồi đấy. À. Như nào? Làm không được. Không, em sao được. Đấy. Em nói thật với chị. Thổi vào đây đúng không? Biết là cái thổi vào đây nhưng không biết. Cái kèn này hay thế anh nhỉ? Nhưng việc em cầm được cái gậy đấy là đã giỏi. Là em đã gậy. Giỏi rồi. Thôi anh không biết tên nó là gì, anh gọi là cầm cái gậy. Đề nghị anh là kết thúc câu chuyện ạ. Thôi, chị mới thổi mà. Không cần gì. Vấn đề gì đâu mà người ta mong mãi em được. Cũng... Chúng ta chỉ đợi cái thổi đoạn này. Nào Mỹ Tâm. Tao gặp bến. Con ong. Sức khỏe anh ổn không ạ? Ngày xưa bố anh làm ở cảng Hải Phòng chuyên kéo ngồi tàu. Quá xuất sắc ạ. Vừa rồi là đoạn... Nhưng mà anh ơi, kết hợp cuối cùng trong phần thử thách này. Đúng rồi ạ. Bây giờ xin giới thiệu với quý vị và các bạn, nghệ sĩ kèn... không nhớ tên gọi kèn gậy thổi kèn đấy là nghệ sĩ kèn clarinet bài ước gì là thỏa mãn rồi thôi. Anh nghĩ là cái cuộc chơi này nên dừng ở đây nên thôi. Dừng ở đây. Anh còn hơi còn sức thì anh còn dẫn chương trình tiếp chứ không mà bắt anh thổi phát nữa là anh đi đấy.